đây là máy đi. Lọc nước Vasta. Đây hãng Vasta gồm có ba ống lọc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt. Tên là bạn bán hai đinh, hai đinh này sơn long của tôi, mình nói là rơi nhức nhức không nhức ra được. Đây đây ống vô, đây ống nước vô, còn đây ống nước ra này. Đấy, đây là ống nước của nhà mình đang xài, mình gắn sát thì mình tí mình sẽ cắt một cái đường ống đây nối vòng chạy này. Đó, qua đây để ống thoát ra này. Đó nha, đó sẽ cho ống nước vào đây và nó chạy ở đây. Thì nguyên liệu của nó vật vật tư thì bạn đang mua cùng kích đây ba cái đồ co 21 nha, 21 này. Đấy, răng răng ngoài lắp vào đây, hai đồ răng ngoài, nó có răng này bạn vô đó. Đây một cái dây, dây này bắt lấy qua này đó, chạy qua đây đó. Đấy đúng vào đây đấy, mà cái phi một cái ống 2221 thì gắn vào đây nối cho hai đầu. Rồi này, như này. Rồi cho dây vào đây. Chưa? Tí lắp sau đó rồi quần mà cao cao xi non. Cái cưa. Cái ống dán. Dán luôn. Có cái phụ thuộc vào này là cái T để mình nối đây. Mình phi là phi phi của mình là phi 227. Đây đâu phải là 21. Đây, thì mình phải ống mình cho mua ống 27 21 T. Đó, như vậy không? Đấy. Cái đang phải. Thế này, đó. Dùng mua ba cái này. Và đây là phía 21 hết nha. Ren ngoài, nói bảo nối ren ngoài á. Kết nối ren ngoài một cái phi cái ống 21. Vì cái đầu này đâu mặc định ống 21 và cái dây cũng 21 luôn. Rồi, chúng ta tiến hành lắp nha. Cao su non để mình quấn nơi ren này này. Đây. Đường ống lắp ống đây. Cao lan thanh đấy. Đó. Buồn cấp đây. Đó. Cái khóa này. Này. Một lên để thay khóa lại khóa ống thay ống này xong xả 15 phút nha, khi là khi 21 này nhớ ống 21 nha. Đó nhúng đâu nước mới vào lên đây này này. Đó, bệnh chưa? Nó xả vào 15 phút.